Xin chào các bạn nha. Có thể nói là camera hành trình là một cái thứ không thể thiếu đối với một người sở hữu xe ô tô, đặc biệt là trong năm 2024. Với việc là chúng ta sở hữu camera hành trình thì nó sẽ giúp chúng ta có thể là ghi lại những cái khoảnh khắc ở trên đường, cũng như là có những cái tình huống va chạm giao thông xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái bằng chứng để có thể là nói chuyện với cảnh sát giao thông. Trong một vài những cái tình huống đặc biệt hoặc là nhạy cảm thì camera hành trình nó sẽ giúp chúng ta có thể là tránh được những cái rắc rối không cần thiết khi mà di chuyển ở trên đường. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là kết nối với điện thoại cũng như là lấy được, tải được những cái hình ảnh ghi hình ở trên đường khi mà các bạn sử dụng camera hành trình Vietmap C61, để cho những ai mà mới sử dụng cái dòng camera hành trình của Vietmap này có thể là kết nối được với điện thoại và tải những xuống những cái video mà các bạn ghi lại hành trình ở trên đường khi mà sử dụng ô tô. Rồi thì đây là giao diện của cái Vietmap C61 này mình đang cài đặt ở trên xe của mình. Và bây giờ thì nếu như các bạn muốn kết nối với điện thoại thì các bạn sẽ có những cái thao tác như sau. Đây thì nó do là mình quay ngược sáng cho nên là các bạn sẽ không nhìn rõ những cái chữ và những cái phím ở đây. Nó sẽ có một cái phím OK đây, các bạn bấm vào để tạm dừng quá trình quay. Các bạn để ý trên màn hình nó sẽ không có cái nút đỏ nhấp nháy nữa, có nghĩa là các bạn đang tạm dừng quay. Và khi các bạn nhấn lại một lần nữa thì cái nút đỏ này nó sẽ nhấp nháy, có nghĩa là các bạn đang quay nha. Đối với Vietmap nó sẽ là như thế, các bạn chỉ cần bấm một lần. Sau đó các bạn sẽ chuyển sang bấm chữ M đấy cho mình. Đó, các bạn bấm tiếp một lần nữa, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có wifi. Các bạn sẽ sử dụng cái nút di chuyển xuống và các bạn chọn vào wifi. Sau đó các bạn sẽ bật lên. Đó, như vậy là các bạn đã kích hoạt thành công được wifi ở trên cam hành trình. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại để tải cho mình một cái ứng dụng có tên là Vietmap Red nha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng điện thoại, các bạn lên cái cửa hàng là App Store hoặc là cửa hàng Set Play. Các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái ứng dụng là Vietmap. Sau khi mà các bạn đã tải được cái ứng dụng là Vietmap Red rồi thì các bạn sẽ tiến hành là kết nối wifi với cam hành trình bằng cách là các bạn sẽ vào phần cài đặt ở trên điện thoại, chọn vào wifi, sau đó sẽ chọn vào wifi của cam hành trình C61 Pro. Bây giờ các bạn thoát ra ngoài, các bạn sẽ vào ứng dụng là Vietmap Red và chọn vào phần thêm thiết bị. Ở đây thì trong phần thêm thiết bị này các bạn sẽ thấy là ứng dụng nó sẽ kết nối với cam hành trình ở trên xe ô tô. Và các bạn nhấn vào phần là dừng ghi hình. Sau đó các bạn chọn vào phần là bộ sưu tập. Ở đây trong bộ sưu tập thì nó sẽ có 3 phần là phần ảnh, phần video và phần khóa. Thì các bạn sẽ chọn vào phần là video. Lúc này các bạn sẽ kéo lên và chọn đúng cái video mà các bạn mong muốn được ghi hình ở trên cam hành trình. Các bạn chọn vào. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào nút tải xuống và chờ cho điện thoại tải xuống thành công. Như vậy là các bạn đã tải được video thành công, thế là các bạn thoát ra ngoài. Các bạn mở bộ sưu tập ở trên điện thoại lên